Bạn quay lại tìm mình miền nha. Ở nha chú Chánh. Trời ơi, lâu quá. Trời ơi. Ê chú à. Trời ơi. Hơi bị đen ha. Trời chú Chánh. Ken nhảy ra liền kìa. Thì chú Chánh đi xíu đi ha. Chú Chánh đi các bạn ơi. Chú Chánh đang chúc mừng sinh nhật của chị Hồng Loan. Chánh lên cả nhà ơi. Quá vui cả nhà. Quá vui cả nhà. Chánh ơi. Dạ ôm hùng cái nữa rồi. Dạ ôm hùng cái Chánh ơi. Chánh. Dạ ôm hùng cái coi anh. Trời nhớ anh quá. Nghe tin chú Chánh đến sáng giờ tụi con không ngủ được luôn á. Sáng giờ không ngủ được luôn hả? Kèn là với bé buồn xuống kìa. Kèn cái buồn này chú Chánh tới xuống kìa. À chú ba Ken thấy chú Chánh tới là gì là bắt đầu Ken cười kìa. À. Chánh lúc nào cũng là lên là phải lúc nào là bắt năm liền. Trước cái ngày 49 ngày bắt năm thì chú Chánh cũng phụ họa rất là nhiều. Mình bắt năm trang trí 49 ngày với lại 100 ngày bắt năm. Đây. Chánh và Ba Tư. Xe. Là tôi đi là anh Chánh. Sáng đi mấy giờ anh? Sáng lên mấy giờ? Thấy tới xe 12 giờ. Dạ. Sao không? Kêu đây mình rước cho. Rồi đang về điện hỏi hôm nay lên hỏi lên rồi tới con xe nè. Bữa em nói rồi lên nói em về em đón mà. Hồi tối mấy giờ đi chú? Đây vô bên anh Chánh không gái coi trời nhớ anh Chánh quá anh Chánh ơi. Giờ qua sớm á hả? Đánh cái đèn trụ lên anh Chánh. Rồi chú Chánh lên lầu rồi. Anh ơi, xuống đây có chuyện chút anh Chánh. Cà phê anh Chánh ơi. Tôi chậu đi chị. Có bán đồ có ăn giặt chậu á chị. À bất ngờ của chú chị chú Chánh đến là nhà ơi. Ơi. Quá mừng nè cả nhà. Lâu quá mới gặp chú Chánh á. 2 năm rồi. Mua tôi khủng. Khang nên lên chạy thử anh Khang. Nó đè không chết luôn á. Nhẹ mà có 250 kg à. Khang cứ lỡ tay. Ông mừng có bánh trước không? Ông cũng thở không nổi rồi đó. Chú Chánh cũng vừa ở trên quê xuống đây cả nhà. Một xíu nữa anh Chánh xuống hai cả nhà. Đây cũng có khách vô cả nhà. À, sĩ Võ Việt Bằng Vũ Trí Cảnh cũng đến đây để chúc mừng sinh nhật của chị Hồng Loan. À, bé Ken thấy chú Chánh xuống bé Ken rất là mừng luôn.
có chú Chánh, trong lúc này chú Chánh cũng đi xuống ngày bữa ngày 23 trưa cả nhà để làm công việc cho chị ông luôn. Còn đây là cả nhà rất là vui cô chú anh chị ơi. Cả nhà chú Chánh thì xuống đây thì chắc có lẽ là phụ trong Loan, chú Chánh cũng lên lầu rồi cả nhà ơi. Chị Loan xuống cả nhà, chú dưới bếp của chú anh chị. Chị Loan ở xe bếp rồi cả nhà, chị Loan mới xuống cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn. Đó cả nhà. Là những cái thùng hàng này cả nhà. Những cái thùng hàng bò kho này. Thì hôm nay là chị ông Loan cũng có nhận rất nhiều bánh kem và trái cây để chúc mừng sinh nhật của chú anh chị. Chị Loan ở phía trong của chú anh chị rất là quý luôn. Chú Chánh cũng vừa tới thì chú Chánh rất là cười tít mắt. Chị Loan lên lầu rồi mọi người. Bé Ken thấy chú Chánh xuống trước, bé Ken cười hớn hở luôn mọi người, rất là vui, cực kỳ vui luôn. Thì tối hôm nay chị Loan sẽ livestream thì bước qua ngày 24, chị Loan tiếp tục để di chuyển ra Hà Nội cả nhà. Sau đó trước 2 ngày để làm việc thì ngày 16 mới ra tòa của chú anh chị, và quay trở lại tiếp tục vào ngày 28 đó. Chị Loan sẽ cập nhật cho có ở nhà em có thông tin, em sẽ đưa những thông tin hay để nghĩa trong cái vụ tranh chấp giữa cô Sáu và chị Loan cho cả nhà mình xem. Thì tại bây giờ là gần 1 giờ rồi cô chú anh chị, 1 giờ trưa đó, thì em quay cũng chia sẻ những thông tin gì mới tình hình chị Loan bán hàng. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị Loan, chính thức là ngày mai của chú chị. Hình như hôm nay là rất nhiều chị Bơ Bình Tinh khán giả Việt Kiều đồ cũng tặng bánh sinh nhật cho ca cho chị Loan không chú anh chị. Cô chú anh chị xin video nhớ ủng hộ cho tin của mình một chiều một ký mình sẽ chị Long nói 17 giờ đến 21 giờ đêm cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ tin của mình xin kết thúc clip tại đây ha.